quả nào chín nha. Chào mọi người nhá. Hôm nay thì không review món nào cả, nhưng mà sang đây để cho mọi người xem cảnh đồng bãi quê mình. Rồi, năm nay là dưa mất mùa, thối mới gần nát hết này. Các bạn nhìn dưa. Năm nay chết nhà mất mùa mất bao nhiêu ông Thùy nhỉ? Dưa đổ bờ luôn. Này dưa này bình thường mà lên nó không lớn được không? Đây về đây cho mọi người. Mọi người thấy không? Dưa trắng ruộng. Năm nay là dưa bị mất mùa rồi. Bình thường mỗi năm ở quê mình này, bạt ngàn dưa nê luôn. Úi, xa xa hàng kia kìa. Xa xa hàng kia cũng thế. Rất là nhiều dưa trắng. Mất mùa. Dưa năm nay thì cũng từ ít lắm. Đây, cây nó cứ chết rạc hết này. Này, cây chết rạc hết này. Quả như này nó ăn nó cũng không được ngọt nữa. Thối rồi. Quả này ăn không ngon nữa. Mình sẽ ăn thử cho bạn một quả nhá. Quả này có thể là ăn được này. Cường ơi, ra thử quả này xem nào. Giật tên quả này nhé. Ăn thử xem ngon. Hôm nay thì mình sẽ ăn thử nhé, review cho mọi người cùng xem. Dưa thối. Hỏng hết dưa. Có không? Ăn được. Thối hết thì sẽ rất ngon. Dưa ngọt chấm đường nha các bạn nhá. Hỏng hết dưa này. Đường là cháu chú nít. Hết dưa ngọt rồi. Thối hết. Này người nông dân phải sống sao. Con này có ăn được không? Khả năng con này ăn được. Nhưng thối rồi. Đây, thôi. Dẫn các bạn sang ăn dưa ngọt tại ruộng. Wow, con này khả năng ăn được. Khả năng quả này ăn được. Rồi. Ăn ngay nhá các bạn. Ha. Ăn này. Quả này ăn được, hơi ngọt. Hơi ngọt. Dưa hết rồi. Thôi hết rồi. Dưa hết rồi nhá. Bạn ngàn dưa thối hết. Hôm nay bố mình cũng có 4 sào dưa. Chả chạy được quán nào cả. Hôm nay là mất ăn dưa ngọt. Ăn dưa thì ổng hết. Ui giời, các bạn nhìn này. Ồ, bao nhiêu dưa ngọt trắng xóa cả ruộng rồi, bỏ hết rồi. Giờ muốn giải cứu không giải cứu được dưa. Chào quả dưa cô Hai ơi. Đây. Dưa này chả chín chả ăn được luôn. Đấy dưa thì không ăn nổi.
dẫm hết. Dẫm này. Bẹp. Này, quên mình này. Giờ nha. Giờ tưới nước bằng pét hết, không phải tưới nước bằng tay như ngày xưa, đi. Đang đẹp cô Hoa. Đang quay đẹp. Đang quay đẹp thì cô tắt phịch cái hết sạch. Tưới bằng pét hết. Quay đâu về đây đấy? Đoàn của tỉnh do xã mời vào tôi về quận. À, vừa đi quay đâu về đây hay là bây giờ mới ra? Và vừa ra đây chơi, quay kiểu dưa mất mùa này, năm nay chả được ăn quả dưa nữa cả. Nhà cô hôm nay vẫn được dưa đấy không? Được ít. Chỉ hết. Nhà năm nay nó thối hết này nhỉ, chả ăn được. Rồi. Định sang đây kiếm quả dưa mà cũng chả được quả nào. Năm nay đang định đi quay cho mọi người xem cái thu hoạch dưa nhưng mà thế này mất ăn rồi. Không còn gì luôn. Wow, bãi cỏ xanh không? Chỗ này là đây mùa cạn này, nhá. Chỉ được vài chắc là tháng hơn tháng nữa thôi. Nước được vào cái này, chỗ này ngập chìm nỉm hết. Bãi cỏ xanh đẹp không? Đẹp không mọi người? Ui, cô ơi, rồi đây cảnh đẹp kinh khủng luôn.